Đâu em đưa cái mặt đó cho anh coi coi. Cái mặt đẹp hả? À, đó. Đây là chú cúng con của chị bán cà phê quý vị. Dễ thương ha. Sổ lãi của chó thì phải sổ của chó chứ đâu thể của người ta đưa con chó được. Cái cơ thể người ta khác, cơ thể con chó nó khác. Nếu mà vậy chắc phải cho uống nửa viên rồi mình cái không phải cái đó là ông chỉ vậy thôi chứ đúng khoa học là thuốc của chó là của chó, thuốc của người là của người. Cấu tạo cơ thể con người khác con chó mà. Cái ông ở sao chợ Bình Tây Đông là tên gì quên mất tiêu rồi. Bác sĩ Thắng. Bác sĩ Thắng trị bệnh chó. Chú sao chào bệnh trị á. Nằm cái đường đó được. Không, ở đây quên trị mà đang trị nó mà đang ra đang chích ngừa với vậy. Cái đường gì quên rồi. Ủa con chó ngã đập của chị hả? Nghe hả? Đang chích ngừa mà đang mà nè, bà chủ này là bà chủ của con chó rồi đó. Nãy giờ mình tưởng là của chị bán nước mía thôi vậy ha. Thôi cho tôi luôn đi. Tôi cưng cho. Tôi trị bệnh cho cái mặt thấy ghét. Nó không ăn hả? Nó kén không ăn hả? Nó có đâu, nó ăn bình thường mà tại vì mình phải chích ngừa chứ phải sổ dung cho nó đó. Sổ dung cho nên không cho nó ăn hả? Đâu cũng cho bình thường một hai hai tháng mới sổ một lần. À, cũng ăn bình thường mà. Rồi mua thuốc tắm rồi, mua chai phấn cho nó nè, rồi thêm mang chai sữa tắm rồi chai thịt đồ thơm đâu phải 500 ngàn. À, chị mua cái gì mà của chó nha, chứ đừng lấy của người ta làm cho nó nha. Của người ta làm cho nó là nó bị rụng lông hoặc là đầu tiên giờ không biết cái tắm sồn là bôi rụng nó ngứa nó rụng lông đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó rẻ luôn là phải của nó mới được. Cái chị này chỉ cưng con chó lắm quý vị, chỉ cưng tới mức độ mà chị lấy xà bông của người chị tắm cho nó luôn. Con mà mua của người ta không không biết tắm mà rụng lông đó chứ nói giờ ta nữa ta có chó ta biết ta không có tắm xà bông. Đúng rồi, có chó là phải sử dụng cho chó. Kệ. Con ý con cho cái con vật đó, nó khác con người là nhiều khi mình lỡ mình người ta mình nó bị đói là kêu mẹ ơi cho con ăn hoặc là bị ta đánh mình còn cần mét này kia, còn con vật thì nó không biết cái đó cho nên con người mình phải lo cho nó hết. Cho nên có một số ít cộng thêm cái là nó bị đánh nó bị đau thôi chứ nó không biết lý do tại sao nó bị đánh, nó là động vật mà cho nên con vật mình đừng đánh nó. Rồi bữa em đi làm ở công trình á, bà để cái hũ rượu của chồng bà là biết bao nhiêu tiền á, mà con mèo nhảy xuống bể bà tính quẹo mà bà còn nói nữa, bà la con bà thấy bà cũng không nói gì con mèo á, mà bà nói hũ rượu này tính ra cái chục triệu đó mà giờ bể ra thôi cho ông nghỉ uống rồi thôi tính quẹo nhà cưng mèo thì sợ luôn, mèo nhảy bể thôi à. Cưng tôi giữ rồi. Nhỏ gái về hả là nó ôm trời ơi nó hung. Nó làm ba tháng ha. Mèo nhảy bể và mình rượu ổng cưng con ngủ rượu ổng. Rồi bá đầy con bả luôn á. Bả nói đã tao nói rồi, cái bình rượu đó phải dây cột lại phải để ngay giữa kinh lên lên xuống khoe đó, khoe với khách á. Nó hay chạy chạy. Để. Sao có sao? Để nó cũng chứng. Cái gì cái gì hỏi bác sĩ thú y á. Nè bấm ảnh hết 40 răng luôn rồi. Bấm chi vậy? Bả sợ nó cạp cạp về đau rồi lủng chân. Thôi chị đừng làm vậy nha, tội nghiệp nó dùng mình bây giờ mình đi cắn răng mình rồi mốt nó lớn mà sao nó ăn. Mẹ cắn đi mà. Dạ hả? Đừng làm vậy tội nghiệp nó. Đừng làm vậy tội nghiệp nó. Cái đó là cái bản năng tự nhiên của con người, con vật cũng vậy. Cái con chó nó cắn mình nó đâu có sao đâu. Mà cái con chó cắn mình có bị trầy cũng không sao nữa. Bị gì con chó mình nuôi chích người đàng hoàng đâu có sao. Con đâu có làm gì đâu mà. Cái này là bản năng sinh tồn của con người, là cái con người tự nhiên đó. Không phải mọc răng. Sáng mà kiểu như mình đang ngủ khoảng 5 giờ rưỡi như thế là nó tròn lên trên cái đường nó nằm. Chứ bữa chị bấm răng nó đau lắm á. Đó là điều mà mình làm người ta đau mà trong khi người ta làm mình thì mình chịu không? Đúng không? Mình làm cái việc gì mình qua suy nghĩ ngược lại hết trơn á. Tội nghiệp đó. Nếu mình quyết tâm mình thương nó mình đừng làm như vậy. Cái bụng con cạp cạp á, cái thấy vậy. Ở bên Mỹ mà chị bấm đó vậy xong chuyện không?
phạt liền tại chỗ. Đánh chó hoặc là nhốt chó hay là một khi suy nghĩ thật kỹ trước khi nuôi động vật là không đánh động vật, không ngược đãi động vật, không làm cho động vật đau. Đó là suy nghĩ đầu tiên đó. Sáng chạy ở công viên nó nằm dưới cỏ nữa. Trời, bữa hôm thấy em kia em quýnh con chó ở dưới quê á, hỏi vợ coi. Đâu mới về quê ở đâu. Tức là tôi lên tiếng luôn, tôi nói anh đánh như vậy thì tôi ngó tôi thấy tôi không thể nào tưởng tượng được. Ở sớm tôi không có nói. Người ta nuôi chó để giữ nhà chứ không phải là người ta nuôi chó vì người ta thương con chó. Ừ. Đó. Nhà mình tài sản của mình mất thì mình phải giữ. Như bà đó kìa, ba ăn chó ăn cơm, ăn cơm lấy lũa xong mình bỏ không thấy chết quen. Chị biết cái bà mà ở dưới Phú Quốc có chặt chân chó nha không? Trên Facebook á, công an nó không đến nhưng mà vì cái trên Facebook á, cái xã mạng xã hội nó căm phẫn quá đi. Buộc nó nói cuối cùng chính quyền địa phương đến nhà luôn. Nói rồi bà còn nói nữa, tại hàng ngày tôi thương lắm nhưng tại hôm nay tức quá. Người ta hỏi bà còn hỏi liền. Vậy như vậy con bà đi, hàng ngày bà cũng thương vậy, có bữa bà tức quá bà sẵn sàng bà chặt cái dao bà chặt cái chân con bà không? Bà nói con chó nó dí nó cắn con gà. Đúng rồi, thấy thương không? Chặt đứt cái chân nó nhưng mà nó chạy lại bà nó nhõng nhẽo quá. Thấy chưa? Thử người ta chặt chứ, chặt cái con mình chặt cái tay nó chém một lên liền. Nhưng mà con chó là không bao giờ. Cho nên ta chủ nó cỡ nào cũng đúng. Cho nên bữa cái ông bên Mỹ ông nói đó. Trước khi các bạn muốn nuôi động vật, các bạn hãy suy nghĩ kỹ lại. Động vật mình nuôi mình cưng chứ phải động vật nuôi để bắt giữ nhà. Thứ nhất, không đánh động vật. Con muốn sao không? Nó bụng mày cụp tay luôn. Con cúng này thấy thương quá vậy ơi. Nó bụng cụp tay luôn rồi. Con cúng này thương quá vậy, ai bỏ rơi nó nè. Ai bỏ rơi nó giờ ai muốn cần cho lại đây. Thiệt không? Cho con chó này nè. À vậy hả? Cho nó hết mạng, tao thấy người ta nhào. Người ta nói, vậy là xin con chó này mới được. Tao chọn tao bỏ rồi, tội nghiệp quá. Chị nói là con chó này bị bỏ rơi, con ta bỏ rơi như vậy. Chị nói là có ai muốn xin lại thì lại xin chó như vậy. Nhưng mà nó chơi chị ơi, chơi chắc chắn có lẽ chị nói chơi, nói cho vui chơi thôi. Con bị đi lạc rồi. Ai là mẹ đâu, ai là mẹ đâu lại nhận về đi. Chó này chắc cũng bia đó. Bụng bị lại. Chị biết không, em nói chị con này chị tin hay không? Trong nhà em bây giờ có mấy thằng lằn mà em không nỡ đuổi đi. Là bởi vì em suy nghĩ rằng thằng lằn nó không có phá. Mỗi lần ăn ra mà bộ hôm nó để cho em mấy đống ị luôn á. Nhưng mà em nói vợ anh cứ hốt đi chứ giờ đuổi đi đâu. Em cái tật em không mà ra ngoài công viên thấy người ta bỏ mấy mèo cái tội ghê. Mình nuôi mèo quá dạng. Người ta mà con họ đẻ ra họ còn bỏ luôn á chị đấy. Con người mình nó tệ lắm. Con người mình rất khôn, rất thông minh nhưng ngược lại tệ. Nuôi mình không có săn sóc, tội nghiệp lắm, bỏ trong nhà nhốt. Em thấy cái con gà không? Gà mẹ. Trời mưa thè hai cánh ra che con. Thấy không? Thấy đứt ruột kìa. Nó gặp con diều á là nó úp con. Trong khi là người ta mình hâu á là nó kêu con lại. Vừa rồi nhỏ kia đẻ con bỏ vậy thấy không? Quăng từ trên lầu quăng xuống luôn Hà Nội đó. Nhưng con gà nó không làm được đó. Nó bị sanh ra nó bị trầm cảm. Đúng rồi, mấy đứa trầm cảm á, nó quăng tưởng á. Nó suy nghĩ cái bậy bạ mà. Vậy cho nó ăn cháo. À. Hả? Con. Lão con mình thấy thương quá. Cơm phải chọn cho thịt. Quý vị. Chú cúng này dễ thương quý vị. Mình muốn chia sẻ lên quý vị xem ha. Thì cũng qua những cái câu chuyện nãy giờ nói chuyện với chị chủ nuôi cúng này thì cũng có nhiều chuyện hơi bị tào lao. Nhưng mà tào lao thì cũng quanh chủ đề vấn đề là cưng động vật. Duy thì bản thân Duy thương động vật lắm quý vị. Nhưng mà Duy thì rất là buồn khi nhìn thấy ai mà đánh động vật hay là ngược đãi động vật thì Duy buồn lắm. Duy cũng muốn chia sẻ với quý vị là cái gì cái chúng ta trước khi quyết định nuôi động vật thì chúng ta phải suy nghĩ quý vị ha. Chúng ta cảm thấy có đủ tình cảm, đủ khả năng để chăm sóc nó hay không. Còn nếu không thì chúng ta đừng đặt ngược đãi gì ha. Và câu chuyện ở đây cũng là hết. Chứ quý vị thông cảm cho Duy tạm ngưng clip đây ha. Duy sẽ chia sẻ cái clip mai sau cho quý vị xem ha. Bye quý vị. Đây, trước khi ba nhìn chú cung này cái cây.